chúng ta xem xét cái cách để trình bày cái bài toán tìm giá trị lớn nhỏ nhất của hằng số trên đoạn ha. Thì chúng ta trước hết chúng ta xem xét cái lưu ý. Một cái định lý về sự tồn tại giá trị lớn nhất. Định lý quay trái. Hàm cho hàm F liên tục trên đoạn AB. Hay là gọi là khoảng đóng ha. Khi đó F đạt giá trị lớn nhất. Và một cái lưu ý thì thật ra hàm F nếu đạt giá trị lớn nhỏ nhất trên cái đoạn AB thì nó chỉ có thể xảy ra đạt giá trị lớn nhỏ nhất trên đoạn AB. Giá trị lớn nhất nhỏ nhất đạt được tại những điểm sau ha. Là hai điểm đồng mức hoặc là điểm biết không thuộc khoảng AB sao cho hoặc là đạo hàm có hàm số tại x0 không tồn tại hoặc là nó tồn tại và bằng không. Đây là những điểm mà chúng ta cần quan tâm, hai điểm đồng mức, những điểm nằm trong khoảng AB, khoảng mở không lấy hai đồng mức, đạo hàm tại đó không tồn tại hoặc là đạo hàm tại đó tồn tại và bằng không. Đây là những điểm nghi ngờ ha. Thì những điểm này được tính, được xem xét gọi là điểm tới hạn. Hàm số đạt giá trị lớn nhất nhỏ nhất tại cái điểm hai điểm đồng một trong hai điểm đồng mốc các tại các điểm đồng mốc hoặc là điểm tới hạn nằm trong khoảng AB. Từ cái nhận xét này chúng ta sẽ có cái cách trình bày cái bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất. Thì ở đây chúng ta chú ý rằng trước hết chúng ta sẽ tìm những điểm mà tại đó đạo hàm không tồn tại hoặc là tại đó đạo hàm bằng không, nhưng cái hàm này các cái hàm đa thức nhân với cái hàm mũ thì chắc chắn các cái hàm này đều có đạo hàm. Như vậy chúng ta cần tìm những điểm mà tại đó đạo hàm bằng không. Trước hết tìm đạo hàm của cái hàm B này. Tính toán đạo hàm tích. Đạo hàm của hàm thứ nhất 8 nhân e mũ trừ t trên 12. Giữ nguyên hàm thứ nhất 8t. Đạo hàm của hàm thứ hai trừ 1 phần 12. E mũ trừ t trên 12. Chúng ta có thể đặt phân tử chung e mũ trừ t trên 12. Trừ 8 phần 12 tức là 3, 2 phần 3 trừ t trên 2, 2 t trên 3. Xét cái phương trình chỉ xét trên khoảng 0 khoảng 1 60. B phẩy t bằng 0 tương đương. Dễ dàng thấy phương trình này tương đương với 8 trừ 2t trên 3 bằng 0. Tương đương t bằng 12. 12 thuộc vào khoảng 1, 60. Như vậy chúng ta thấy rằng là trước hết chúng ta phải khẳng định cái sự tồn tại giá trị lớn nhỏ nhất của hàm số ha. Vì cái hàm B chúng ta liên tục bởi vì nó là hàm số cấp ha, liên tục trên đoạn 1 thôi.
B là setup. Xác định trên cái đoạn 160 cho nó liên tục trên đoạn 160. Nên ở đây chúng ta quan tâm đến giá trị lớn nhất ha. B đạt giá trị lớn nhất trên cái đoạn 160. Và chúng ta lưu ý rằng kết quả này là do cái định lý quay quay chat. Hơn nữa, ta có thể tìm ra được giá trị lớn nhất trên đoạn 160 thông qua việc so sánh giá trị của hàm số tại những điểm nghi ngờ, bao gồm b tại giá trị b tại các điểm đầu bút, tức là b tại 1, b tại 60 và b tại 12. Chúng ta tính toán cụ thể, chúng ta sẽ tìm ra được cái giá trị lớn nhất bằng việc tính toán cụ thể. Chúng ta sẽ thấy tính được giá trị của b tại 1 xấp xỉ 7,36, b tại 12 bằng 35,31, b tại 60 bằng 3,23. Vậy chúng ta có thể thấy được rằng là giá trị lớn nhất xác định bằng chính là b 12. Sĩ 35,32. Và B này thể hiện cho tỷ lệ bệnh, tỷ lệ phần trăm động vật bị nhiễm bệnh, cái thời điểm mà sẽ bị tỷ lệ bệnh này nó cao nhất chính là sau tên sau 12 ngày. Bệnh đạt cao nhất, tỷ lệ bệnh đạt giá trị cao nhất. Vậy chúng ta có thực hiện 3 bước. Bước thứ nhất tìm đạo hàm, sau đó bước thứ hai giải phương trình này trên cái khoảng 160. Sau đó chúng ta sử dụng định lý quay chat để chứng minh cái sự tồn tại giá trị lớn nhất nhỏ nhất. Sau đó chúng ta sẽ chúng ta biết rằng là cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số đạt được tại những cái điểm nghi ngờ là những điểm đầu mút và những điểm tới hạn của cái hàm B. Trong trường hợp cái hàm B chúng ta có hữu hạn cái điểm tới hạn thì chúng ta chỉ cần so sánh giá trị của hàm số tại những điểm đầu mút và những điểm tới hạn, tức là những điểm mà đạo hàm tại đó bằng không hoặc là không tồn tại. Sau khi so sánh chúng ta tìm ra được giá trị lớn nhỏ nhất. Chúng ta cần làm đủ 3 bước nha. Và chính xác là 4 bước. Đây là bước thứ 3. Xem xét như đây là bước thứ 4.